Mọi người ơi, ai vào xem livestream chia sẻ giúp em vậy ạ? Hôm nay em sale kịch sàn áo còn đồng giá 35k đến 80k nha. Rất nhiều mẫu xinh luôn. Có dáng ngắn, dáng dài và cả khoác len luôn nha. Mọi người chia sẻ cho em để đông đông người vào xem thì em sẽ bắt đầu like nhá. Người chia sẻ livestream giúp em nha. Chia sẻ để đông đông người vào em sẽ bắt đầu like nha mọi người nha. Hôm nay rất nhiều mẫu xinh luôn. Em sale kịch sàn đồng giá 35k đến 80k tùy từng mẫu ạ. Có len ngắn, len dài và cả khoác len nha. Ai xem chia sẻ livestream giúp em vậy ạ? Ok. Mọi người chia sẻ like giúp em nhé, em sẽ bắt đầu bán nhá. Rất nhiều mẫu xinh luôn mọi người ạ. Mẫu len dáng ngắn em mặc nhá, màu đỏ. Mẫu này tầm khoảng dưới 53 kg mặc ok nhá. Áo len này 70k. Dưới 53 kg mã 43 70k. Mọi người ơi, em sẽ báo giá luôn nhá. Thì mọi người chốt mã cho em nhá. Mã 43 70k từ dưới 53 kg nhá. Chất len cực đẹp luôn, chỉ có một chiếc duy nhất mọi người nhá. Mỗi mẫu em chỉ có một chiếc thôi nhá. Cho nên là ai chốt thì chốt mã bên dưới cho em nhá. Em báo giá trên từng mẫu luôn ạ. 70k mã 43. Mẫu này rất xinh mọi người ạ. Mọi người biết cái chân váy hoặc là quần short cũng rất đẹp nhá. Chất len cực dày luôn, cực đẹp nhá. Chất len em là chất len không hề bay xù mọi người nhá. Chất len cực đẹp. Mã 43. Có len dài em ơi. Có len dài nhá. Lát sẽ la len dài nhá. Mã 43 70k dưới 53 kg nhá. Nãy em có tầm khoảng 50 mẫu lên là em sẽ like nhanh nhé mọi người nhá. Ai cho mẫu nào thì comment luôn của mình dưới cho em nhé. Khoác len nhá. Khoác len dáng dài nhá. Màu đỏ tươi ạ. Ok, chốt cho Đào Thị Vịnh. Mã 43 nhá. Inbox mình chỉ số điện thoại nhá. Chỉ có một chiếc duy nhất mọi người ạ, mỗi mẫu chỉ có một chiếc cho nên là em sẽ chốt cho người nào comment đầu tiên nhá. Len ngắn dài mọi người ơi. Màu đỏ đô nhá. À màu đỏ tươi nhá. Áo này tầm khoảng 40 tạ á 5 58 kg nhá. Mặc ok nhá. Có mũ phía sau nhá mọi người. Mã 63 nhá. 80k mã 63 nhá.
Em may hàng si nhá, Nguyễn Thị Như Ý nhá. Hàng chị tuyển chọn hết rồi em nhá. Mỗi mỗi chỉ có một chiếc nhá. Đây cận kề chất cho em xem đây. Chất bên chị hàng rất đẹp nhá. Ai mua hàng bên shop chị đã biết rồi nhá. Không phải quảng cáo nhiều nữa đâu. Mã 6390K nhá. À nhầm. 80K. Mã 6380K nhá. Ai chốt thì comment 63 bên dưới nhá. Mẫu này rất xinh nha mọi người nhá. Mã 63. Ai xem chia sẻ like giúp em với nhá. Yêu mọi người ơi. Cổ và tay đi nhá. Mẫu này tầm khoảng 53 kg đổ xuống mà ok nhá. 53 kg đổ xuống nhá. Mã 18 ạ. 70k nhá, mã 18 nhá mọi người ơi. Xích quận 8 như chị. Ngô Anh Thư ơi, ship tùy cân nặng em ơi. Giờ tầm khoảng 30k em. Mã 18 70k mọi người nhá. Mạng chậm quá. Ồ Dung Trần ơi, mạng bên chị cứ chập chờn ấy. Mạng chị ở đây chập chờn lắm. Nên là like chán chẳng muốn like đấy. Mã 18 70k mọi người ơi, dưới 53 kg nhá. Ai xem chia sẻ like giúp em ấy nhá. Trà Giang ơi, lên dài có nhá bạn ơi. Có lên dài nhá. Mọi người chia sẻ like cho em, càng nhiều người xem càng 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 giảm giá nhé mọi người. Chia sẻ nhiệt tình vào giúp em vậy à. Áo này cực xinh mọi người ơi. Mọi người yêu lắm nhá. Tầm khoảng 60 kg nhá, 60 kg mặc ok nhá. Mã 60 ạ. 70k mã 60 mọi người ơi. K mã 60 nhá, chỉ có một chiếc duy nhất thôi ạ. Mỗi mỗi chỉ có một chiếc duy nhất thôi nhá. Kiểu này rất xinh mọi người ạ. 60 kg đổ xuống mà ok nhá. Động với điện thoại nhìn này mờ tịt như này thì ai mà xem. Nhìn gì chưa? Nhìn gì chưa? Mọi người đợi em xíu nhá, mạng em cứ chập chờn ý. Em nhìn nó. Áo này đẹp quá trời đẹp. Áo này cực xinh mọi người ơi, chất cực dày nhá, len cực dày luôn ạ. Đây ạ, cận kề chất mọi người nhá. Chất cực đẹp luôn ạ. Mít sọc trắng đen nhá. Màu này rất dễ phối đồ mọi người ạ. Mã 66 ạ. 70k mã 66 nhá. 60 hết rồi Mai Xuân Việt. 70k mã 66 ạ. À, áo này tầm khoảng 58 60 kg đổ xuống là ok nhá. Mã 66 70k. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi mọi người nhá. Cổ cao nhá. Chất len cực dày cực đẹp luôn. Em cho mọi người xem cận kề chất ạ.
chỉ có một chiếc duy nhất thôi nha, mã 6670K. Áo len đỏ lấy bao nhiêu cả? Áo len đỏ. Áo len đỏ nào ta? Áo len đỏ lại 70k bạn ơi. Cao Nguyễn ơi, len đỏ lúc nãy là 7. Len đỏ này đúng không bạn? Len đỏ này mã 60 nhá. Len đỏ mã 60 70k nhá. Bạn chốt thì bạn comment 60 mình nhá. Và nhớ inbox địa chỉ số điện thoại mình gửi hàng nhá. 66 của Dung Di, Dung Trịnh Vũ Minh Hằng ơi. 66 chốt cho Dung Di nhá. Mã 66 mình đang mặc đây nhá. cao 70k mã 66 này nhá. Dung Di chốt luôn cho Dung Di mã 60 này. Hai chiếc. Dung Di cho địa chỉ và số điện thoại luôn nào. Ok, của Dung Di là 66 hết rồi nhá. 66 chỉ có một chiếc thôi ạ. À. Mỗi mỗi chỉ có một chiếc thôi mọi người ơi. 60 bao nhiêu? 60 70k. 60 70k, 66 70k nhá. Chốt cho Dung Di, inbox địa chỉ số điện thoại mình nhá. Bạn nào mà không inbox địa chỉ số điện thoại thì mình sẽ hủy hàng đấy ạ. À. Mình không Dung gửi được Di hàng. inbox địa chỉ số điện thoại luôn. Hết 66 nha mọi người ơi. Em chỉ mỗi mỗi chỉ có một chiếc thôi ạ. À. Em lấy mỗi 60 mỗi chỉ có một chiếc. Ok, lấy 60 thì 66 chốt cho người khác. Dung Di bảo lấy 60 thôi kìa. Vậy thì chốt cho Hoàng Thị Vân Anh. Ok, của Dung Di là mã 60 nhá. Hoàng Thị Vân Anh được 66 rồi nhá. Hoàng Thị Vân Anh in mức được chỉ số điện thoại mình nhá. Mọi người lưu ý là mỗi mỗi chỉ có một chiếc nên cho nên là ai chốt mẫu nào ấy thì nhớ inbox địa chỉ số điện thoại cho em nha. Ok, Dung Di nha. Hoàng Thị Vân Anh được 66 rồi, inbox địa chỉ số điện thoại mình nha. Áo len cao cổ nhá mọi người, màu đen nhá. Trời lạnh như thế này thì mặc áo này nó rất chuẩn nhá. Cảm ơn nàng Thị Bình nhá. Áo len cao cổ mọi người ơi, tầm khoảng 53 kg đổ xuống mà ok nhá. Hoàng Thị Vân Anh có số điện thoại rồi. Mọi người nhớ chốt cho em mỗi người tầm khoảng 2 chiếc ấy thì em đỡ mất công gửi hàng nhá. Thì tại vì áo em đã sale kịch sàn giảm giảm giá nhất rồi nha, em không lãi một xu nào luôn. Mã 76 ạ. Mã 76 70k mọi người ơi. Áo len nhá, chất cực dày luôn nhá. Mã 76 ạ. Mã 76 70k nhá mọi người ơi, len cổ cao nhá. Có xẻ hai bên nhá, có xẻ tà hai bên một chút nhá. 70k mã 76 ạ. Áo mặc ở trong. Áo trong mình không có bán nhá bạn ơi. Nhưng có bị lóa không? Nhìn rõ. Mã 76 70k mọi người ơi. Len cổ lọn cổ cao mọi người nhá. Mặc rất ấm luôn, chất len cực dày nhá. Đúng rồi Lan Phạm ơi, mình hàng kể từng chiếc một nhá. Sáu chốt cho Sen Lê nha. Ok, 76 của Sen Lê nhá. Inbox địa chỉ số điện thoại cho mình nhá. Ok, chị Hồng My, em có nói cân mà chị. Mỗi mỗi chỉ có một chiếc thôi, hết rồi nhá. Bình ơi. Áo len trắng. Sen Lê cho mình số điện thoại và địa chỉ luôn phía dưới nào. Áo lại 70k. Ừ, thôi thôi, em chị sẽ báo giá từng mẫu một nhá. Em để ý nhá, báo giá báo cân nặng luôn ạ. Đây một em đỏ rất xinh nha mọi người. Chị xem lên cho số điện thoại đi. Chị xem lên chị cho em số điện thoại ở bên dưới nha. Inbox địa chỉ cho em nha. Ok ok ạ. Ok chị ạ. Áo Trần Hiền. Mọi người ơi, màu đỏ này rất xinh nhá. Có đính ngọc trai ạ. Đây ạ. Tầm khoảng 53 kg đổ số mặc ok nhá. 53 kg nhá. Mã 47 ạ. À. Mã 47 ạ. À. 60k mã 47 mọi người ơi. 60k nhá, mã 47 ạ. À.
tầm khoảng 53kg đổ xuống nhá, mã 47 mọi người nhá. Đây ạ. Có đính ngọc trai phía trước nhá. Mã 47 60k. Tiểu Mai ơi chị 45kg nhá. Áo đen. Áo đen hết rồi. Áo đen mình hết rồi nhá. Ở ship cơ khoảng 25-30k em ạ. Màu trắng này. Có màu trắng đi em nha. Đợi chị một xíu nha. Màu trắng này. Mình không miễn phí ship các bạn ơi. Mình đã mua giá kịch sàn và kịch sàn rồi nha. Mình giảm giá hết mức rồi cho nên là không miễn phí ship được nha. Duy nhất trong livestream ngày hôm nay là sẽ nghỉ hàng Tết cho nên là giảm giá kịch sàn rồi ạ. Sẽ không miễn phí ship nhỉ. Cho nên mọi người là cố gắng là ủng hộ em ạ. Ai ủng hộ thì ủng hộ em nhé. Đứng xa chói thế. Màu trắng đấy nhá. Cổ tim mọi người nhá. Cổ tim rất xinh nhá, tại vì em mặc áo bên trong thì nó không được rõ dáng ý. Màu trắng chất len cực đẹp nhá mọi người. Mã 01 ạ. 70k mã 01 nha mọi người. 70k mã 01 nha. Khoảng 52kg đổ xuống là ok nha. 70k mã 01 ạ. Chất len cực đẹp luôn mọi người nha. Thế nên mọi người không phải lo lắng về chất nhá. Phải lăn tăn chất hàng đẹp nhá. Màu trắng cổ cao không có à? Đi xem có màu trắng cổ cao. Like từ từ sao mà biết được. Chị sẽ like mẫu từ từ nhá. Bây giờ hỏi như thế chị cũng chẳng rõ đâu. Tại vì hàng nó theo kiện ý. Cho nên là sẽ lật lên từ từ nhá. Em áo khoác này rất xinh mọi người ơi. Áo khoác này cực xinh nhá. Chất len mọi người. Cho mọi người xem chất ạ. Chất cực đẹp luôn nhá. Đó, chất dày lắm. Ok, dung di nhá. Ai chốt cho em mã này nào. 80k. 80k mã 42 ạ. Mã 42 nhá. 80k mọi người nhá. Áo len khoác nhá. Kiểu khoác rất lạ luôn nhá mọi người. Mã 42 80k ạ. Vậy xuống thôi chị ở Hà Nội em nhé. Có ship code toàn quốc nhá. Một em màu tím này cực xinh mọi người ơi. Màu tím này nó xinh nhá. Tầm khoảng 55kg đổ xuống nhá. Mã 13. 80k mọi người nhá. Mã 13 nhá. Chất len cực đẹp luôn ạ. Như Thi ơi, áo này mã 13 80k nhá. Chỉ có một chiếc duy nhất nha mọi người nhá. Màu tím này rất xinh luôn nhá. Mã 13 80k tầm khoảng 55kg đổ xuống nhá. Ơi. 37kg. Mặc vừa nhá. Dự hương à. Vừa nhá bạn ơi. Chờ một chút nha. Là sẽ là từ từ nha bạn ơi. Áo này mẫu này cực xinh mọi người ơi. Cực kỳ cute nhá. Cực xinh nhá. 70k nhá mọi người. Khoảng 55kg đổ xuống nhá. 70k. Mã 27 ạ. Em tím dòng mã
bạn Dự Hương ơi, màu tím này nè mã. Mã 13 nhá, bạn chốt thì comment 13 nhớ cho mình là kèm số điện thoại nhá. Dự Hương nhá. Mã 13 nhá, kèm số điện thoại cho mình nhá. Lấy như bạn chốt màu tím này ạ. Có cổ cao nhá, Nguyễn Thị Vân. Mình ở Hà Nội nhá. Hoàng Cuti ơi. Đây mọi người ơi, chất len bên em là chất len hàng em tuyển từng cái một rất đẹp mọi người nhá. Bình thường em bán tận hơn 100.000, hôm nay là em sale kịch sàng luôn rồi ạ. Cho nên mọi người ai có nhu cầu thì ủng hộ em nhá. Mã 27 ạ, 70k mã 27 ạ. Mỗi mới chỉ có một chiếc thôi nhá. Xếp tùy lần ra nha. Ok, em chốt cho Dự Hương mã 13 rồi. 13 80k không? Ừ. Có ai chốt mã 27 cho em không ạ? Chỉ có một chiếc duy nhất thôi ạ. Chắc áo này cực xinh mọi người ạ. Kiểu rất trẻ trung nhá. Mã 27, 70k nhá. Hà Nội nha. Trên váy mình không có bán nha. Áo len màu trắng nhá. Cổ lỡ mọi người ơi. Cổ bao phân nhá. Kiểu dáng rất đẹp, họa tiết cũng rất đẹp. Kiểu rất đẹp luôn mọi người nhá. Đây ạ. Ở cổ và phía dưới vạt này ạ, hình răng cưa nhá mọi người. Tầm khoảng 53kg đổ xuống nhá. Áo này 53kg đổ xuống mọi người ơi. Mã 54 ạ, 70k. Mã 54 70k mọi người nhá. Đây ạ, em cho mọi người xem cận kề chất nhá. Mã 54 nhá. 70k. Chân váy không có bạn Tam Nguyên ơi. Mã 54 70k nhá. Áo này đẹp thế. Áo này cực xinh rồi mọi người ơi. Mặc rất ấm nhất, chất len cực dày nhá. Cổ vừa phải nhá. Ok. 54 của Hoàng Cuti nhá. Cho mình số điện thoại luôn nhá. Cho mình địa chỉ số điện thoại ở bên dưới nhá, Hoàng Cuti nhá. 54 của Hoàng Cuti này. Cho mình số điện thoại luôn trên dưới nhá, Hoàng Cuti. Mọi người lưu ý là chốt mã kèm số điện thoại luôn dưới cho em nhá. Ok, cảm ơn Hoàng Cuti nhá. Mọi người ơi, mẫu này cũng xinh lắm này. Màu ghi mọi người nhá. Màu ghi nhá. Tầm khoảng 52kg đổ xuống mà ok nhá. Mã 62 ạ. Mã 62 70k nhá. Mã 62 70k nhá. Đây ạ, chất len mọi người. Chất len em chọn hết rồi nhá, cho nên là mọi người cứ yên tâm về chất nhá. Mã 62 70k tầm khoảng 52kg đổ xuống mà ok nhá. Áo len đỏ hình ông thần tài không bạn? Mình không nhá, Thu ơi. Mình ở Hà Nội nhá, Hoàng Cuti ơi. Ok, 62 chốt cho mình nhá. Em còn một cái áo len cao cổ mọi người ơi, màu đen nhá. Len cao cổ màu đen này. Áo len này cực xinh luôn à, xem chị làm nhanh tay chốt cho em nhá. Len cao cổ màu đen nhá, mặc cực ấm luôn. Đây nhá. 70k nhá. Mọi người ơi, 53kg đổ xuống nhá.
Em bán là quá rẻ rồi cho nên là các chị nhiệt tình chốt giúp em nha. Mã 50 ạ. Mã 50 70k nhá. Chất lên là đẹp luôn. Tay đẹp. Mọi người nhanh tay nào. 70k nhá. Mã 50 ạ. Comment mã kèm số điện thoại cho em luôn ạ. Cô bị chói quá. Ship về cơm ở đâu? Không biết. Ship là tầm khoảng 30k các bạn ơi. Tùy gần xa nhá. Gần xa một cân nặng nhá. Có ai chốt em áo len nào, mẫu này cực xinh rồi mọi người ơi. Cổ bao phân, cổ cao nhá. 70k nhá, mặc cực ấm luôn. Có len kiểu em ơi. Mã 50 70k. Không nói được nữa. Chị đứng sát cho mọi người xem chất. Đây em chụp người xem cận kề chất nhá. Mọi người có nhìn rõ không ạ? 70k nhá Julie Nguyễn ơi. 70k nhá, mã 50 nhá. Ai thì chốt thì comment 70 kèm số điện thoại bên dưới nào. Còn chói không? Mẫu này cực xinh mọi người ơi. Mẫu này cực xinh nhá. 70k. Chị nào chốt cho em mã 56 ạ. Mã 56 70k nhá. Tầm khoảng xuống các bạn ơi, giật máy ra thoải mái nhỉ. 53kg đổ xuống mọi người nhá. Mọi người lưu ý giúp em là những ai mua hàng bên em biết rồi nhé. Chất đen bên em cực đẹp luôn, em tuyển từng chiếc một rồi ạ. Cho nên mọi người cứ yên tâm chốt hàng cho em nhờ. Hôm nay là em sale hết cỡ rồi ạ. 70k mã 56 ạ. 53kg đổ xuống ạ. Mọi người chỉ việc nhìn giá chốt hàng cho em nhé. Còn chất thì mọi người yên tâm nhé. Len suông. Có một em len màu, đây màu gì ta? Màu này rất xinh mọi người ơi. Màu độc luôn nhá. Tao nhìn sang, tao nhìn đến nó. Cũng hỏi cái gì trả lời. Tùy gần xa nha bạn ơi. Ship tầm một khoảng 25 đến 35k nha bạn. Tùy cất nặng và tùy gần xa nhá. Mọi người ơi, áo này cực xinh này mọi người ơi, màu cực tây luôn nhá. Cổ cao nhá mọi người. Cổ cao nhá. 70k nhá, tầm khoảng 53kg đổ xuống là ok ạ. Mã 28 ạ. 70k mã 28 ạ. Nó ăn màu đẹp thật nhỉ. Màu rất tây mọi người ơi. 70k mã 28 nha. Ship về cái gì? Hưng Yên. Nguyễn Trường, Văn Trường lấy cái gì ơi? Mã 28. Ok, của Nguyễn Trường, Văn Trường. Nhìn thấy mã Trường, Văn Trường trước đấy nhá. Hoàng Thị Vân Anh. Hoàng Thị Vân Anh thì Nguyễn Trường Vân Trường trước. Chốt 28 cho Nguyễn Trường Vân Trường. Rồi, Nguyễn Trường Vân Trường. Chốt 28 cho Nguyễn Trường Vân Trường nhá. Mọi người 28 chỉ có một chiếc thôi ạ. Chân váy không có nhá bạn ơi. Chân váy mình không có bán nhá. Không
người cố gắng chốt cho em mỗi người khoảng 2 cái nhá, để em mất công ship ý. Tại phí ship thì nó cũng dao động rơi vào tầm khoảng 25-35k ấy. Mọi người lấy một chiếc hay 2 chiếc thì nó cũng thế nhá. Nên là ai chốt hàng thì cố gắng chốt cho em khoảng 2 cái. Mẫu này cực xinh luôn mọi người ơi. Rất cute nhá. Chất len vừa phải, không quá dày ạ. Nhưng mà rất đanh ạ. Không hề bai xù gì nhá mọi người nhá. Mã 58 ạ. Mã 58 ạ. Khoảng 58kg vừa xuống mà ok nhỉ. Mã này 65k nhá. 65k. Mã 58 ạ. 65k mã 58 mọi người nhá. Mẫu này rất chi là cute luôn. Mọi người xem like thì chia sẻ giúp em nhé. Mẫu này cực xinh luôn này. Em thề mẫu này cực xinh luôn. Dáng dài nhá mọi người. Dáng dài nhá. Cực xinh luôn nhá. Đây ạ. Hai bên là có khóa mọi người. Có khóa hai bên nhá. Dáng dài nhá. 80k. Mã 29 80k nhá. Chùm mông, dáng chùm mông mọi người ơi. Mã 29 80k. Mọi người comment cho em mã 29 80k kèm số điện thoại nhá. Có lên giày màu đỏ không ạ? Lên giày màu đỏ. Có bạn ơi. Mã 29 của Tăng Mỹ Á nhá. Cho mình địa chỉ và số điện thoại luôn nhá. Cho mình địa chỉ số điện thoại luôn Tăng Mỹ Á nhá. Cái gì Phan Hà My 29 chỉ có một chiếc thôi nhá. Của Tăng Mỹ Á rồi. Phan Hà My chơi mẫu khác giúp mình nhá. Tăng Mỹ Á không lấy thì để cho Tăng Phan Hà My. Tăng Mỹ Á cho địa chỉ đây này. Đây đỏ này dài này. Tăng Mỹ Á cho mình số điện thoại luôn bên dưới nào. Mọi người chốt cho em mã kèm số điện thoại luôn bên dưới nhá. Ai mà không có số điện thoại em sẽ hủy đấy ạ. Tăng Mỹ Á không chốt. À kia rồi, điện thoại rồi. Ok ok ạ. Áo len đỏ hơi ôm body một chút mọi người nhá. Tầm khoảng 52kg đổ xuống ạ. Dáng body nhá. 52kg đổ xuống nhá mọi người. Áo này dáng body nhá. 60k nhá mọi người nhá. 60k nhá. Dáng len ôm body nhá mọi người. Đây ạ, chất đấy ạ. Em mặc áo này trong như này nhìn nó không được rõ ấy. Mọi người hình dung giúp em nhá. 60k mã số 10 ạ, tầm khoảng 52kg đổ xuống nhá. Chất len cực đẹp luôn nhá. 52kg đổ xuống mã số 10 ạ. Dáng len ôm nhá. 60k mã số 10 ạ. Lên cao cổ đi chị. Ok, xe lê nhá. 60k mã số 10 mọi người nhá. Tầm khoảng 52kg đổ xuống nhá. Còn sót một cái áo khoác len này cực xinh nhá mọi người nhá. Áo khoác len này cực xinh nhá. Chất len cực dày luôn ạ. Chất len cực dày mọi người nhá. Áo khoác len nhá. Đây ạ. À. 80k nhá mọi người. Mọi người em cho mọi người xem chất nhá. Xem chị nào chốt cho em mẫu này ạ. Nhanh tay chốt cho em mã này nhá. Huệ Trần này số 10 á. Mẹ ơi, mã số 10 là dáng body hơi ấy em ơi, khoảng 52kg đổ xuống thôi. Để tăng. Ừ, ok Huệ Trần nhá.
80k mọi người ơi, mẫu này 22 nhá. Mẫu 10 này chị đóng bao nhiêu tiền? Hả? 70k à? Mà số 10 này chị đóng bao nhiêu tiền? 60k. Ừ, 60k. Áo len khoát đang mặc mọi người ơi. Má 22 ạ, 80k mà 22 nhá, chất len cực đẹp luôn. Má 22 nhá. 80k, chỉ 80k thôi mọi người ơi. Chị có áo len trơn cổ tròn không? Áo len trơn. Đây này, đen này, trơn này, cổ tròn. Có em ơi, em 22 của bóng yêu, bông yêu. Ok Huệ Trần nhá. Bóng yêu của bóng yêu 22 của bóng yêu cho số điện thoại luôn bên dưới ạ. Mình nhìn thấy bóng yêu trước rồi nhá. Bóng yêu là comment bên dưới số điện thoại luôn cho mình nhá. Mọi người lưu ý là mọi người chốt hàng thì comment mã và số điện thoại luôn nhá. 22 chỉ có một chiếc thôi ạ. Thảo Mai, Thảo Mai chị có thấy em nhá. Bóng bóng yêu cho địa chỉ số điện thoại luôn nào. Áo khoác có mẫu khác không em? Áo khoác à? Có nha anh ơi. Hai chỉ có một chiếc thôi mọi người ạ, chốt cho bóng yêu rồi nhá. Có không chị? Có gì em ơi? Có gì em ơi? Thoạt mùi có gì em? Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Mọi người tiếc gì một chia sẻ giúp em ạ. Để cho đông đông người vào chốt hàng vui vui. Chị ở đâu? Chị ở Hà Nội nha em ơi. Phương Thùy Lê Ngọc. Áo này tầm khoảng 55kg nhé mọi người ơi. 50k nhá. 50k mã 51 ạ. Khoảng 55kg đổ xuống ạ. Mã 51 50k nhá. Mã này cũng rất xinh nhá. 50k mã 51 ạ. Đây mọi người về giặt phát nó sẽ thẳng ra nhá. Mã 51 nhá. 50k nhá. Thảo Bùi. Lên sọc ngang lên trắng hết rồi em ơi. Có chị là chốt em mã này mã 51 ạ. 50k bị gián đoạn đó. 50k mã 51 nhá, khoảng 55kg đổ xuống nhá. Gián đoạn nào? Ok, 51, 51 của Đào Bình nhá. Ôi mọi người tụt nhiều quá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Kiểu này. Kiểu này rất lạ nhá. Chẳng đọc gì luôn. Mẫu này rất xinh mọi người ơi. Chốt làm sao đây ta. Chưa. Mẫu này rất xinh mọi người ơi. Kiểu rất lạ nhá. 50k nhá mọi người ơi. Em chẳng biết thật kiểu gì. 50k nhá. Ai chốt cho em mẫu này 50k. Mã này là mã. Mã này là mã 32 ạ. Mã 32 nhá, 50k mọi người ơi, tầm khoảng 55kg đổ xuống nhá, mẫu này cực xinh luôn. Kiểu rất lạ nhá, chỉ có 50k thôi ạ, mã 32 ạ. Cho em xin áo khoác đi. Ok nhá, Trường Nguyễn Văn Trường. Mã 32 của Dương Vũ nhá. Ok, chốt 32 cho Dương Vũ, cho mình số điện thoại luôn bên dưới nào. Mọi người lưu ý là comment mã cùng số điện thoại luôn nhá. Hoặc là địa chỉ luôn thì càng tốt ạ.
50k. Ừ, 50k. Ủa, Dung Vũ rồi nha, Nguyễn Thị Ngọc Mai ơi. Dung Vũ cho số điện thoại thì luôn phiên dưới giúp mình nào. Rồi nha, của Dương Vũ rồi nha. Dương Vũ cho mình số điện thoại bên dưới nào. Mọi người lưu ý là Nguyễn Thị Ngọc Mai đã cho cái nào chưa? Chưa, hỏi xem Dương Vũ có lấy không. Không thì để bạn Dương Vũ có lấy 32 không ạ? Không thì chuyển cho Nguyễn Thị Ngọc Mai. Mọi người nhớ làm cho em là comment mã nhá và số điện thoại luôn cho em ạ. Thế Dương Vũ không lấy chuyển. Chuyển 32 cho Nguyễn Thị Ngọc Mai nhá. Em chốt 32 cho Nguyễn Thị Ngọc Mai nhá. Có thể chọn thêm thì cũng phải chọn số điện thoại. Lưu ý là chọn thêm thì cũng phải cho số điện thoại luôn bên dưới. Đủ cú pháp cho chị em ơi, Dương Vũ nhá. Mẫu này cực xinh mọi người ơi, cổ nhá, cổ của đính đá nhá, màu hồng cực yêu luôn nhá, màu hồng cực yêu luôn nhá, 60k mọi người ơi, mã 55 ạ, tầm khoảng 53kg nhá, 60k mã 55 ạ, mã 55 tầm khoảng 53kg đổ xuống nhá, mẫu này cực yêu luôn, 60k mã 55 nhá. Chị nào tự mình còn 60 sao? Đổ chuyển sang bên kia rồi mà. Kiểu áo này cũng cực xinh mọi người ơi. Kiểu mặc rất là thoải mái nhá. Màu gì ta? Cổ rất xinh nhá mọi người. Mã 78 ạ. Tím tím. Mã 78 nhá, 60k mã 78 ạ. Áo này tầm khoảng 60kg đổ xuống mà ok nhá. Mã 78 60k nhá. Áo lên sáng dài đi ạ. Ok bạn. Hoa Nam Mi ơi, chị sẽ like từ từ ấy, tại vì là chị cũng còn ít hàng thôi chứ không còn nhiều ấy. Nên là lốt bữa hôm nay chị sẽ nghỉ nha mọi người nhá. Mã 78 ạ, 60k mã 78 mọi người ơi. Kiểu là rất dễ mặc nhá. 60k mã 78 nhá. Ok, chốt cho Trường Nguyễn Văn Trường. Nguyễn Văn Trường mã 78 nhá. Đi xuống số tiền. Mẫu tím này cổ cao mọi người nhá. Mẫu này cực yêu luôn này. Cổ cao nhá. Chất len cực dày dặn luôn này. Chất len cực dày dặn luôn nhá. 70k nhá. Có áo khoác màu đỏ không? Màu đỏ. Thế còn nữa. Khoác đỏ, chỉ còn len đỏ thôi sao ấy. À có một cái khoác đỏ 70k mà 41 ạ. Màu cực xinh mọi người ơi, chất cực dày nhá. 70k mà 41 tầm khoảng 52-53kg đổ xuống nhá. 70k mà 41 ạ. Chất len dày lắm mọi người ạ. Chị, bán áo chị đang mặc không? Thoa bùi không em ơi. Hoặc là mọi người ơi, ai nhìn thấy chốt cho em mã này mã 41 ạ, 70k. Đây nhá, chất len đây nhá. Chất len em cực dày luôn mọi người ạ. Mặc cực ấm nhá, cổ cao, màu cũng rất xinh nhá.
70k mã 41 nhá. Đẹp thế. Hôm nay em sale kịch sàn rồi cho nên là mọi người ai ủng hộ em thì ủng hộ nhé. Và nhớ ủng hộ mỗi người hai cái mất công ship ạ. Tại vì tiền ship thì 1-2 chiếc thì nó cũng rơi một tầm khoảng 25-35k ấy. Thì tiện thể mọi người lựa luôn khoảng 2-3 chiếc. Mẫu này cực yêu luôn nhé mọi người ơi. Đây nhá. Cái này cực yêu luôn mọi người nhá. Không có khăn nha. Mã 99 ạ, à, tầm khoảng 58 kg đổ lại nhá mọi người. 65k nhá, mã 99 ạ. À. Mã 99 65k nhá. Mẫu này rất chia đẹp luôn ạ. À. 65k mã 99 nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ like giúp em với. Người tiếc gì một chia sẻ nhỉ? Chia sẻ vào chế độ công khai để trang cá nhân giúp em nhá. Mỗi người một chia sẻ thôi ạ. Mẫu này xinh chưa mọi người ơi? Có nhìn rõ không ạ? Rất xinh nhá. Chất len cực đẹp luôn ạ. Em đảm bảo bên ngoài sẽ đẹp hơn ở trong livestream rất nhiều nhá. Bên ngoài sẽ đẹp hơn ở trong livestream ạ. Mã 3370k nhá. Cổ đấy ạ. 70k mã 33. Len đẹp luôn. Tầm khoảng 53kg đổ lại nhá. Mã 33 70k. Cái hồng em lấy đi cho mẹ em hồng nào ta? Cái hồng này á mẹ. Ừ. Hồng cổ cao này á. À. Ok, mã 33 chốt cho trường Nguyễn Văn Trường nhá. Huệ học Huệ Trần rồi mà. Huệ Trần trước mà. Huệ lấy cái này cho gì mình á? Cái nào hai cái này, Huệ lấy cái nào? Em lấy cái nào? Cái hồng. Đây là cái màu tím mà, đây cái hồng này. Rồi, 33 của Nguyễn Văn Tường. Cái ok, 33 cho trường Nguyễn Văn Trường nhá. Dung Trần nó hết 33 rồi nhá. Mà cái chưa đang gặp đúng không? Ừ. Huệ lấy cái này cho chị Minh lấy cái này. Không bó đi quá. 33 vậy chị đã bao nhiêu tiền? 70k. Mọi người chia sẻ giúp em xong mà lượn. Em cũng lại yêu chứ mọi người. Tay lỡ mọi người nha, mũ này cực yêu nha mọi người. Xinh thế này. Xinh không? Mũ này lạ lạ. Xinh không? Mọi người ơi, mũ này xinh chưa này. 60k mã 09 nha. Mã 09 ạ, 60k thôi ạ. Tầm khoảng 55kg đổ lại mọi người nhá, mã 09 nhá. Chân váy chị mặc. Em ơi, chân váy chị mặc không có bán nhá, Hoài Phương Nguyễn ơi. Mã 09 ạ. À.
60k mã 09 mọi người ơi. Mẫu này cực yêu luôn này. Cổ cao nhá. Kiểu rất lạ nha mọi người. 60k mã 09 nha. Mọi người chia sẻ like giúp em với. Ta hợp sinh luôn. Nó này kiểu gì ta, mặc kiểu gì ta. Đấy, trễ vai xuống rồi này. Mọi người ơi, áo này cực xinh nhá mọi người. Hình như trễ hai bên à. Mọi người có thể mặc trễ vai như này nhá. 60k nhá, chất len cực đẹp luôn ạ. À. 60k chất len cực đẹp luôn nha. Ok, trường Nguyễn Văn Trường như địa chỉ cơ. Mọi người ơi, chốt cho em mã này nha. Mã này cực xinh luôn này, em thề mọi người cực xinh luôn nhá. Chất len cực dày luôn, mã 38 ạ. Mọi người thử quá cái tiền đấy. 70k nhá mọi người ơi, mã 38 ạ. Mẫu này ta có thể mặc rất nhiều kiểu nhá. Lệch vai này. Rồi là mã 38 ạ, 70k. Chị Dơn có màu xanh, có cả màu xanh nó giống. Ok, Mi ạ. Maria Phạm. Này. Chị Dơn có cái màu xanh giống y như thế luôn này, đỡ mặc này. Ok, chị Trường Nguyễn Văn Trường nha, của chị ba cái nha. 38 của Maria Phạm, 70k nha. Có hai cái giống nhau này. Còn một chiếc màu xanh này ạ. Cũng kiểu dáng giống màu đen nó mặc mọi người nhá. Chốt cho Mi Maria Phạm 38 nhá, cho mình số điện thoại luôn ạ. Maria Phạm mình số điện thoại luôn nhá. Tăng Mỹ Ái ơi, 38 hết nhá, chỉ có một chiếc thôi ạ. Đấy, có màu xanh rồi đây. Rồi. Lấy màu xanh thì mã. Mọi người lưu ý là mã kẹp số điện thoại luôn. Ôi, họ không nói được nữa. Em còn một chiếc màu xanh này nhá. Cũng dáng mẫu giống màu đen cho nó mặc mọi người nhá. Cũng 70k. Mã 39 ạ. Ok Maria Phạm, tí gửi địa chỉ nhá. Mã 39 ạ. Màu xanh này mọi người ơi, giống cái đen nó mặc đây nhá. Mã 39 nhá. Tí nữa em check có gì em gọi lại cho chị. Ba cái bao nhiêu? Chị ơi, chị cứ inbox cho em nhá. À tí em sẽ gọi cho chị nhá. Chị Trường Nguyễn Văn Trường ơi. Rồi em báo giá nhá. Còn màu xanh ai lấy nữa không này? Mã 39 màu xanh ạ. Cũng 70k giống áo đen nó mặc mọi người nhá. Em lên giá mọi người xem nhá. Đây nhá, màu xanh nha mọi người ơi. Mã 39 nhá, cũng 70k nhá. Mặc rất xinh luôn, mã 39 ạ. 70k mã 39 nhá, màu xanh này cực yêu luôn mọi người ơi. Chị ở đâu vậy? Áo có những màu gì thế? Có hai màu thôi. Trà Giang ơi, mỗi mẫu chỉ có một chiếc nhá. Ai chốt ra mã 39 70k nào, màu xanh này cực yêu nhá. Màu xanh này cực lạ nhá. Màu rất tôn da nhá. Mã 39 ạ, chỉ còn một chiếc. Một chiếc duy nhất thôi. Mã 39 70k nhá. Ai chốt cho em mẫu này ạ? Láng. Láng. Láng 8 đoạn. Được rồi kìa. Không ai lấy cái này à? Có ai chốt cho em mã này không ạ? 70k mã 39 nhá. Mẫu này cực xinh luôn nhá. Cho sang mẫu khác đi. Màu xanh cực yêu luôn ạ. Mã 39 của Nguyễn Oanh. Nguyễn Oanh ơi, cho mình số điện thoại luôn nha Nguyễn Oanh ơi.
Ok, ba chỉ của Nguyễn Anh này. Mọi người lưu ý là chốt thì cho em cứ điện thoại luôn nhá. Mọi người chia sẻ like cho em với nhá. Mẫu này cũng xinh lắm mọi người ơi. Đây ạ, à, có khoét vai hai bên nhá. Tầm khoảng 50-55kg đổ lại mặc ok nhá. 60k nhá, mã 17 ạ. Mã 17 60k nhá mọi người. Mạng xem chậm hơn chị nói. Nguyễn Quân điện thoại rồi cơ. Mã 39 có màu kem không? Chà Giang ơi, không có 39 hết rồi nha em ơi. Mọi người ơi, mã 17 nào. Mã 17 60k nhá. Khoét vai ạ. Rất xinh luôn. Không có khác nha. Lấy thì comment mã giúp mình ở phía dưới nào. Mã 17 nhá mọi người, comment mã kèm số điện thoại. Mã 17 60k. 17 của Tăng Mỹ Ái nhá. Ok, Tăng Mỹ Ái được 17 rồi nhá. Có sẵn sàng chưa? Mình đi kèm tiền đấy luôn nhá. Có mà. Có sẵn sàng có sẵn sàng. Có màu xanh ngọc này cực yêu mọi người ơi. 60k nhá. 53kg đổ lại mọi người ơi, 60k. 50kg đổ lại, mã 08 ạ. Mã 08 nhá. Chất len cực đẹp luôn nhá. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Đây em cho mọi người xem chất nhá, chất bên em chất cực đẹp luôn nhá. Tí em inbox địa chỉ. Ok em ơi. Tăng Mỹ Ái nhá. 60k mã 08 ạ. 53kg đổ lại mọi người nhá. Cái mẫu này để thì mình mặc đẹp này bỏ lễ rồi cũng như cái mọi người chia sẻ like giúp em với nhá. Áo này à, dáng kiểu bombi mọi người ơi. 50k nhá. 60kg à, 58kg đổ lại nào. Mã 31 ạ, 50k. Mã 31 ạ. 50k mã 31 nhá. Mọi người chốt 31 kèm điện thoại đi ạ. 50k mã 31 nhá. Thanh Huyền nha, Thanh Huyền cho mình số điện thoại phía dưới nào. Ai thích kiểu mặc dáng thụng á thì chốt em này nha mọi người. Kiểu này dáng á, mình có thể mặc được trễ vai nhá. 31 chốt cho Thanh Huyền nhá. Thanh Huyền cho mình đi, cho mình số điện thoại luôn nào. Có áo khoác không chị? Thảo Mai ơi, áo khoác chị hết rồi em ơi. Đây này, có một cái đây này. Áo khoác còn đợi xíu em ơi. Còn nhá, đợi xíu nhá. Ok Thanh Huyền nhá. Mọi người ơi, ai thích kiểu dáng như này không ạ? Kiểu này mà rất xinh nhá, mặc trễ vai nhá. 50k. Màu này màu rất tây luôn nhá. 50k mã 21 ạ. Mã 21 50k mọi người ơi. Mã 21 nhá.
nhá. Áo len 60k đấy mọi người. 60k 53kg đổ lại mọi người nhá. Mã 27 ạ. 60k 53kg đổ lại nhá. Ok em. Ok Phan Hà My nhá. Mọi người chia sẻ like giúp em nhá. Mỗi người chỉ cần chia sẻ cho em giúp em một lần thôi mọi người ạ. Mã 27 60k nhá. Kiểu len này rất là cute đó mọi người ạ. Mặc rất xinh luôn nhá. Chỉ 60k mà chất len rất đẹp luôn ạ. Mã 27 của Thanh Huyền nhá. Còn một cái len đỏ này rất xinh này mọi người ơi. Len đỏ này cũng rất xinh nhá. 60k nhá, cũng 53kg đổ lại nhá. Mã 43, 60k mã 43. Một len, cái len này cũng rất xinh mọi người ơi, chất len rất đẹp nhá. Mã 43, 60k, 53kg đổ lại nhá. Có áo khoác không chị xem? Có em ơi. Có áo khoác em ơi. Đợi một xíu nhá. Mã 43, 60k mã 43 nhá. Mọi người có muốn xem cận kề chất không ạ? Mọi người xem nhá. Chất bên em rất đẹp luôn, không hề bai xù gì nhá. Chất rất đẹp luôn, mọi người giận mới giận thoải mái luôn. Khoác cái áo này là khoác cái da con này. Khoác cái này. Đấy, nó hợp không? Mã 43, 60k. Áo này đẹp thế. Xếp tùy gần size các bạn ơi. 25-35k tùy gần size nha. Len cổ cao nha mọi người. Ôi. Cực ấm luôn nhá, chất len cực dày luôn ạ. À, shop ở Hà Nội nhá, bạn Nguyễn Oanh ơi. Mã 50 ạ. Mã 50 ạ, 60k mọi người ơi, mã 50 nhá. Len cổ cao nhá. Sát được sát được nó nhìn được đâu. Trời. Chị cũng sát mọi người mọi người nhìn thấy. 60k mã 50 ạ. Cầm này chị bạn ạ. 53kg đổ xuống mặc ok nhá. Tao co giãn ạ. 53kg đổ xuống mặc ok nhá. Mã 50 60k. Ai xem like thì chia sẻ giúp em với nhá. Mã 60 của Nguyễn Anh à. 60 là mã nào ta? Đấy là 53, 50. 60 là mã nào? 60 hết rồi. 60 vừa chết rồi đó. Có len dáng dài. Len dáng dài á? Dáng dài thì còn một vài mẫu thôi em ơi. À, em cứ xem like và lựa nhá. Tại vì chị không nhớ hết được ý. Mẫu này cũng rất yêu mọi người ơi, 60k nhá. 53kg đổ lại ạ. Cổ và tay của nó rất yêu mọi người nhá. 53kg đổ lại, mã 18 ạ, 60k nhá. Mã 18 60k nhá. Chị kia chị nhầm mã thôi mọi người, tại vì nói 60k lên chị, nói mã 60 chị đang xem sao chị biết được. Mã 50 của bông yêu. Ok. Bông yêu chốt 50 mười sáu mươi tám đấy, mười cái nào đấy, này, mười, 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 m
áo len Mickey nhá. Và chất len thì cũng vừa phải mọi người nhá, không quá dày nhá. 60k nhá. Mẫu này tầm khoảng 55kg đổ lại ạ. Hỏi chị ấy xem có phải chị lấy mẫu len này vừa nãy không? Chị nào? Chị Nguyễn Anh đây. Mình lấy mẫu áo len vừa lấy nữa. Mẫu nào chị Nguyễn Anh ơi? Mẫu này à? Mẫu này đúng không? Đọc mã cho chị. Mẫu này 60k nhá. Mẫu này 60k mã 43 nhá. Chị lấy thì chị comment 43. Comment 43 giúp em nhá. Lấy đi lấy mẫu này comment 43 nhá. 60k nhá, tầm khoảng 50 mẫu này khoảng 55kg đổ lại. Comment bên dưới em 43. Mọi người ơi, mẫu này 60k nhá, mã 58 ạ. 55kg đổ lại nhá, mẫu này cũng rất xinh luôn. Nguyễn Anh mới lấy có một cái mã 18 mà. Lấy hai sản phẩm rồi nhớ shop. Mẫu áo đen. Áo đen có người lấy rồi. Mẫu đen có người chốt rồi chị Nguyễn Anh ơi. Mẫu đen có người chốt rồi nhá. Ờ, mẫu áo chỉ có một chiếc thôi, em sẽ nhìn thấy ai comment đầu tiên em sẽ chốt cho người đấy ạ. Mã 58 60k. 55kg đổ lại nhá mọi người ơi. Mã 58 ạ. Mẫu này cực xinh luôn nhá mọi người. Cho em len màu đen dáng dài 60kg. Đây này. Mình lấy 39 hay 18. 18 có người chốt rồi. À 18. Ừ 18 là của Nguyễn Anh này. Mã 39. 39 đâu? 58 43. 39 rồi, 39 người chốt rồi mà. 39 người chốt rồi. Chưa. Ai mà nhớ được. Mẫu này tầm khoảng 58-60kg đổ lại nhá. Mọi người ơi, 58-60kg đổ lại nhá. Mẫu này là 60k. Mã 99 ạ, 60k nhá. Mã 99 nhá. Khoảng 60kg đổ lại nhá. 60k mã 99 nhá mọi người ơi. Mình 39 và 18. Trời ơi, sao bây giờ mình nhớ được. Mới có 18 thôi. Của anh Nguyễn. Của Nguyễn Anh. Bà chị ơi, mà 39. 39 không biết đâu rồi. 39 chả biết đâu rồi. Mà có gì tí em check lại. Tí check lại rồi báo nhá, chị Nguyễn Anh nhá. 39 em không biết đâu, không biết là cái mã nào nữa đấy. Thôi thôi tí đấy, chị tí nữa check xong đi. Chị cứ làm rồi chị đi. Người mã 99, 60k. Mã 99 của Nguyễn Thương nhá. Cho Nguyễn Thương mã 99 ạ. À, áo xanh rêu trễ vai, nhưng chưa ai lấy. Xanh rêu cũng vừa chốt rồi mà. Xanh rêu cũng vừa chốt rồi. Xanh rêu cũng vừa chốt rồi. À, xanh rêu cũng vừa chốt rồi, à, chính cũng vừa chốt rồi. Bảo vừa chốt rồi nhỉ. Mã đó 60 mặc vừa không chị? Có, mã này 60kg mặc vừa nha em ơi. Nguyễn okay, Thương 60kg mặc ok em nhá. 39 là áo màu xanh giống áo đen của em ấy. Ờ, mã 39 cũng vừa chốt rồi. Mã 39 cũng vừa chốt rồi nhá. Mã 47 60k mọi người ơi, tầm khoảng 53kg đổ lại ạ. Mã 47 ạ. Kiểu khác màu đen nữa có không chị ơi? Ôi chị cũng chẳng rõ nên em ơi, đợi một chút nha để chị sẽ like từ từ nhá. Mã này 60k mọi người ơi, mã 47 ạ. Mã 47 nhá. 60k nhá. Mã 47 60k mọi người nhá, tầm khoảng 53kg đổ lại. Màu trắng nhá mọi người. Cổ tim nhá. Có nha bạn ơi, ship toàn quốc nha. Màu trắng cổ tim nhá mọi người ơi.
Tầm khoảng 53 gram đổ lại nhá. 5, cái này phải 5 năm. Ờ, 5 năm chất co giãn nhá mọi người nhá. Tại mình ốm ấy cho nên mặc nó hơi vậy. Mã số 01 ạ. Mã số 01 60k nhá. À ừ, Nguyễn Anh 39. Đúng rồi, Nguyễn Anh là được 2 chiếc. Đây này em ghi này. Ghi luôn cái tìm. Ừ đúng rồi, của Nguyễn Anh nha. Mã 39 và mã 18. Mã 01 ạ, 60k. Tầm khoảng 53 gram đổ lại nhá. Cổ lọ có không bạn? Nguyễn Thương ơi có nhá. Có ship cô tuần quốc mọi người ơi, mã 0160k. Tầm khoảng 55kg đổ lại nhá. Chất len ạ. Chất len cực đẹp luôn nhá. Mã 0160k. Màu trắng rất dễ mặc mọi người ạ. Chị mặc cái màu trắng đi, chị khoác cái áo khoác này ra cho mọi người ấy này. Đây khoác này không hợp. Hợp hết, màu trắng không có gì cho hợp. 80k áo khoác này. Áo len khoác đồng giá 80k. Mọi người chốt cho em nhá. Áo len khoác đồng giá 80k nào, chốt cho em nhá mọi người ơi. Màu đỏ nhá. Có mũ phía sau ạ. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Đọc mã đi. Mã 63, 80k mã 63 nhá. Xinh luôn, 80k mọi người nhá, chất len cực đẹp luôn nhá. 80k mã 63 ạ. Em mới sinh xong, cho em vài cái form rộng. Chút cái chị ơi, máy sắp 63 của Dương Thị Mai. Ừ ok em Nguyễn Thương ơi, 63 của Dương Thị Mai. Dương Thị Mai cho mình số điện thoại bên dưới nhá. Mọi người ơi, mọi người chốt nhớ kèm cả số điện thoại luôn cho em nhá. Áo khoác này cũng rất xinh nhá. 80k nha mọi người ơi, kiểu khoác này rất chi là lạ nhá. Đây này, len ngắn cài khuy đây em ơi. Len ngắn cài khuy nhá. Có len len dáng ngắn cài khuy em ơi. Kiểu là rất chi là lạ nhá, chất len cực đẹp luôn, mã 42 80k nhá. Mã 42 80k nhá. Chất len cực đẹp luôn mọi người ạ, chất len rất dày nhá. Kiểu rất lạ nữa. Mã 42 80k nhá. Còn một cái len khoác này cũng rất chi là xinh này mọi người ơi. 80k nhá. Khoác này cũng rất xinh nha mọi người ơi. Mã 26 ạ. Mã 26 nhá. Mã 26 mọi người ơi. 80k nhá. Len đây ạ. Len dáng dài nhá, mọi người có nhìn rõ chất không ạ? Chất của em là chất đẹp nhá, không hề bay xù gì nhá. Đó. Mã 26 nhá. 80k mã 26 nhá. Ok, 26 của Dương Thị Mai luôn nha. Vậy là Dương Thị Mai chốt hai cái này. Ok, 26 cho Dương Thị Mai nha. Có một cái áo khoác này mọi người ơi. Áo khoác này 70k nha mọi người. Áo khoác len. Áo khoác len dáng ngắn này mọi người ơi. 70k nha. Ờ, mã này là mã 12 nha. Áo dạ em ơi, áo dạ không có em ơi, hôm nay chị không có áo dạ nha, chị hết hàng áo dạ rồi. Mã 12 ạ, 70k mã 12 nha mọi người ơi. Ờ, có cúc để cài nha, có khuy nha mọi người. 70k mã 12, áo này tầm khoảng 55kg đổ lại nhá. Mã 12 nha. 70k nha.
đơn của chị. Một cái cũng chốt đơn nha. Em cố gắng lựa hai cái nhá, tại vì mất công ship ấy thì lựa hai cái để ship. Hàng thì nó cũng rơi vào giá ship thì cũng khoảng 25-35k nhá. Mã 55 ạ. 60k mã 55 mọi người ơi. Mẫu này cực xinh luôn nhá. 60k mã 55 ạ. Đây ạ. Cổ có đính đá nhá. Rất xinh luôn, mã 55 nhá. 60k tầm khoảng 53kg đổ lại ạ. 53kg đổ lại nhá. Mã 55 ạ. Sáu mươi k mã 08 nhá. Mã 08 60k nhá. Có ai chốt cho em mã 08 này không ạ? Tầm khoảng 55kg đổ lại nhá. 60k. Màu này là màu xanh gì ta? Xanh ngọc. Xanh ngọc nhá. Mã 08 ạ, 60k ạ. Màu này cũng cực xinh luôn mọi người ơi. Ai chốt cho em mã này nhá. Mã 62 ạ, tầm khoảng 55kg đổ lại nhá. Mã 62 ạ, 60k mã 62 ạ. Sáu mươi k mã 62 nhé mọi người ơi. Đây ạ, phía sau ạ, rất xinh luôn nha, màu này rất đẹp nhá. Em còn sót một chiếc váy mọi người ạ, chân váy. Một chiếc chân váy ạ, màu hồng nhá. Sang mọi người có nhìn rõ không ạ? Một chiếc chân váy màu hồng nhá. Em thanh lý ạ, em thanh lý ạ. À, cái chân váy này 30k nhá. Chỉ còn một chiếc thôi ạ. Em còn sót một chiếc chân váy ạ. Màu hồng mọi người nhá. Thêm thanh lý 30k nhá. Có ai chốt cho em mã này không ạ? Mã 20 ạ. Chị ơi sao em đi. Không 60k kể đấy vừa mà em. Sao em đi. Sợ không vừa. Ừ ok ok Nguyễn Thương. Bỏ ra đi. Có ai chốt cho em cái này không ạ? Em chỉ còn một chiếc nhá, em bị sót nhá. Mã 20 ạ. 20k mã 20 mọi người ơi. Chân váy màu hồng nhá. 20k mã 20 nhá. Tầm khoảng chun lên đây là mặc rất là dễ nhá. Khoảng 58kg đổ lại nhá. 20k mã 20 nhá. Một chiếc áo len cổ cao nhá. Tay lỡ à tay ngắn nhá mọi người ơi. Bạn tên Nguyên chào chị em và nhà chị là sao? Các bạn cứ đặt hàng rồi tự nhiên lại nói xả nhiều người được. Mọi người ơi, mọi người lưu ý giúp em nhá là những ai mà chắc chắn những chốt hàng cho em nhá. Không có chuyện mà có em chỉ có một mẫu thôi mà mọi người cứ chốt xong rồi là lại xả đâu nhá. Nhiều bạn muốn chốt lại không được ấy. Lấy hai chiếc mà rồi. Ừ, hỏi cho bạn xem. Thôi ok là Thanh Huyền, thôi hủy cho Thanh Huyền nhá. Mọi người lưu ý là ai chắc chắn chốt hàng cho em nhá. Em không chơi kiểu mà chốt hàng xong rồi xả đâu nhá. Vì nhiều bạn thì muốn chốt không được ấy. Rất chi là buồn cười. Lấy hai chiếc xong rồi bảo xả là sao? Chiếc này 50k nhá mọi người ơi, mã 23. Mã 23 nhá, 50k nhá. Mã 23 Thanh Huyền đây, lại luôn. Mã 23 nhá. 50k. Mọi người ai xem chia sẻ like cho em với, người xem bị tụt quá.
Mọi người chia sẻ giúp em nha. Những ai mà chắc chắn lấy hàng thì hãy chốt cho em nha. Một số bạn là kiểu vào chốt cho vui ấy, thì mọi người đừng chốt nhá. Rất chi là mất thời gian của cả hai bên ý. Có ai chốt cái này cho em không ạ? Mã 23. Ok, của Trung Hà, mã 23 cho số điện thoại bên dưới. Trung Hà ơi, 50k của Trung Hà nhá. Ok, cảm ơn Trung Hà. Có một MC Lê mọi người ơi, một áo mục MC Lê nhá. MC Lê này cũng rất xinh nhá. Ôi, một áo này kiểu nó cũng hợp ý. Em xả cái gi lê này 50k mọi người ơi. Mã 35 ạ. Mã 35 ạ. À, gi lê nhá mọi người ơi. Mã 35 nhá. 50k ạ. Hai mẫu này nhé, của một chị vừa chốt hàng vui vui xả lại nhé. Em sẽ la lại mẫu này nhé. 50k ạ. 50k mã 31 ạ. 50k mã 31 nhá. Trung Hà. Lấy luôn đi. Mã 31 50k ạ. Em la lại mẫu này ạ, của một chị là vừa hủy đơn đấy ạ. Mã 31 50k ạ. Mọi người chốt cho em mã 31 vậy ạ. Mã 31 50k nhá. Ờ, dáng kiểu bobby mọi người nhá. Mặc rất là thoải mái nhá. Cái này 60 đi các bạn mặc vừa. Ừ, 60 là ok nè. Lấy luôn đi là sao Trung Hạc ơi. Chị xem áo này. Cổ tím. Đây, 55kg đây. Cổ tím đây. 60k mẫu này mọi người ơi. Tầm khoảng 58kg nha. 58kg đổ lại nha. Chị xem có áo len cổ tím 55kg không hả? Mã 99 ạ. 60k mã 99 ạ. Tầm khoảng 58kg đổ lại nha. Mã 99 mọi người nha. 60kg à 58kg đổ lại nha. Mã 99 ạ, 60k. Màu tím nha em ơi. Màu tím nhá. Mẫu này 55kg nha. 55kg đổ lại nha. 60k mã 56 nào. 60k mã 56 nhá. Chốt thì comment cho chị 56 bên dưới kèm số điện thoại nha. Đây cận kề chất đây cho xem nhá. Chất cực đẹp luôn nhá. Mã 56 60k. Người ơi 50k nhá, màu hồng nhá. Màu hồng cực yêu luôn nhá. Mẫu này tầm khoảng 58kg đổ lại mặc ok nhá. Rất chi là rộng. Mã 49 50k. Mã 49 50k nhá. Đây ạ, tạc phía sau là em tạc phía trước mọi người nhá. Mã 49 50k nhá. Khoác lên chị. Ok. Mã 49 50k mọi người nhá. Yeah.
60k mã 27 nha mọi người ơi. 60k mã 27 nha. Kiểu này rất chi là ngộ nghĩnh và cute luôn. Mã 27 60k nha. Chất len rất đẹp luôn nhá. Đấy, còn óng ao ánh này. 60k mã 27 ạ. À, chị nào chốt thì comment bên dưới cho em nha. Mã 27 60k nha. Mọi người ăn xem cho em xin một dấu chấm nào. Ai ăn xem cho em xin một dấu chấm để biết xem những ăn xem. Rất đẹp. Mẫu này rất xinh mọi người ơi. 70k nhá. Len này ôm sát người nhá. Chất len cực đẹp luôn ạ. Màu cũng rất là tây, màu hồng nhá mọi người ơi. Màu rất đẹp nhá. Hồng 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 nhẹ. 70k mẫu này ạ. Rất là nhìn sang chảnh. Mẫu này cực xinh luôn, 70k nhá. Mã 73. Mã 73 nhá. Nào xem chị làm nhanh tay chốt cho em mã này. Tầm khoảng 53 kg, 55 kg đủ lại mặc ok nhá mọi người. 55 kg đủ lại mặc ok nhá. Mã 73. 45 kg. Vừa em ơi, 45 nhá, chị 45 kg này. Chị 45 kg nhá. 70k mã 73. Màu hồng cực yêu luôn nhá. Nhìn rất là đẹp nhá. Màu hồng này cực đẹp luôn mọi người ạ. Mặc các tôn da nhá. Mã 73. 55 kg đổ lại nhá. 70k nhá. Chị rơi nó cứ đứt tốc này. 30k. Em còn một chiếc crop top nhá. 30k nhá. Ai cho em mã này 30k. Áo một cái áo đen crop top nhá. Mặc đến cặp quần thôi nha. Có giá. Ba mã 34 nhá, 30k nhá. Dáng crop top ạ. Mã 34 nhá. Không có khăn em ơi. Mã 34 ạ. 30k nhá. Dáng crop top mọi người nhá, chất có giãn nhá. Vẫn còn nguyên tem mác nhá. Vừa mặc bay đẹp như này không ai chốt nhỉ? Không ai chốt. Chị mặc áo này đẹp nhỉ? Áo sọc đen trắng 30k nha, cái đốt tốc. Sọc đen trắng 30k nha. Sọc đen trắng cái đốt tốc 30k nha. Còn một chiếc duy nhất. Người ơi. Đâu rồi? Đây. Áo này cũng rất xinh mọi người. Cổ của nó rất lạ nhá. Mọi người có nhìn rõ cổ không ạ? Cổ kiểu như kiểu cổ tàu nhá. Rất lạ nhá. Màu kem nhá mọi người. Màu kem nhá, rất xinh nhá. 70k áo này ạ. Chất len cực dày dặn nhá mọi người. 70k. Tầm khoảng 55kg đổ lại nhá. Mã 74 ạ. Màu kem nhá. Mã 74 nhá. 55kg đổ lại nhá. Mã 745. Mã 74 ạ. 70k nhá. Chị làm chốt comment 74 kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Đây ạ. Cận kề chất cho mọi người xem ạ. Chất lem rem nhá. Cổ ạ. Kiểu cổ rất là lạ nhá. Mã 74 nhá. Chúng ta
Đà Lạt hay là đi Sapa mặc nó rất là đẹp luôn này. Mình có một cái áo quần tất. Quần tất đi bốt. Có một cái áo trùm bên ngoài như này mọi người nhá. Đi Sapa chỉ có một chiếc thôi ạ. Đây ạ. 40k mọi người nhá. 40k nhá. Các bạn mặc đi Sapa hoặc là Đà Lạt rất đẹp luôn nha. Mã là mã 61 ạ. Không phải, nhầm. Đây, đây có mã rồi này. Mã 68. Mã 68 nhá mọi người ơi, 40k nhá, mã 68 nhá. Màu be nhá. Trung Hà ơi, hàng gọi hết rồi em ơi. Hôm nay là ngày cuối cùng chị xả rồi nhá. Hết hàng rồi chị nghỉ Tết nhá. 40k. Mọi người ơi, ai mua áo này cho em 40k nhá. Mã 68 ạ. 40k, Lương Thị Kiều Anh. Comment mã phía dưới giúp mình nào. Em lấy cái áo turu đó. 40k nhá, Lương Thị Kiều Anh ơi, em comment mã em chị 68 kèm số điện thoại nào. Ok, có một chiếc thôi ạ. Cái này đi rửa lạnh ý. Mọi người đi chơi, mọi người khoác ngoài nhá, cũng rất xinh nhá. Hết 68 rồi nhá. Cho mình Lương Thị Kiều Anh, cho mình số điện thoại mọi người. Số điện thoại để chỉ nào. Cái này màu tím này, Hà Trung Hà, mình rơi Trung Hà xem. Hà Trung Hà đâu? Bạn em. Hà Trung Hà còn đây không ạ? Có một con kéo lên màu tím nhá. Hà Trung Hà ơi, nếu mà còn ở đây thì lên tiếng. Còn xong rồi kéo lên màu tím nhá. Của bạn Hà Trung Hà này có hỏi ấy, thì nếu như mà còn ở đây thì lên tiếng nhá để. Có đồ bộ không bạn? Bạn ơi, mình hết hàng rồi bạn nhá. Bạn Khiên Phong, Khiêm Khoang nhỉ? Mọi người quá cho xem mà áo này, ông áo này rất xinh nhá. Trung Hà lên tiếng rồi, đây này, ra Trung Hà xem. Trung Hà lại có áo len cổ tím đấy nhá. Áo len cổ tím 55k nhá. 55kg đổ lại mặc vừa nhá. 60k. Mã 41 ạ. Trung Hà có chốt cái này thì mã 41 nhá. 55kg đổ lại 60k nha Trung Hà nhá. Chất len rất đẹp luôn. Trung Hà có chốt áo này không ạ? Mã 41. Mờ chị quá. Xa thôi nào. Đợi một tí. Mặc yếu quá. Mọi người đợi một xíu nhá. Mạng đen mấy em cứ chập chờn gì ấy. Nhìn ở trong đấy nó không đẹp đâu, nhưng mà nhìn ở ngoài chất đẹp lắm nhở. Em đảm bảo mọi người là ở bên ngoài sẽ đẹp hơn live stream rất nhiều nhá. Gián đoạn. Mặc như cái quần. Mờ quá. Mọi người chờ một tí. Mọi người đợi một xíu nhá. Không. Quá chốt em mang kéo lên này 60k nhá. Mã 74. Cổ của nó rất lạ nhá. Màu be nhá mọi người, cổ của nó rất lạ này. Đây ạ. Cổ đấy nhá mọi người ơi. Cổ tàu nhá, kiểu dạng kiểu như kiểu cổ tàu ấy. Màu kem nhá, màu kem be nhá. Chất len cực dày luôn nhá. Đây nhá, chất len rất dày nhá. 60k nhá. Mã 74 ạ, 60k mã 74. 55kg đổ lại à. 60k mã 74 nhá, 55kg đổ lại nhá mọi người nhá. Em lại cái áo khoác này nhá. Áo khoác này xinh cực kỳ luôn. Còn mỗi một cái này, ai lấy. Chỉ còn một chiếc cuối cùng này. Còn chiếc cuối cùng nhá, áo mặc yếu thế nhỉ. Áo khoác len nhá. Chị động vào cái ấy nào. Nó có liên quan gì? Còn áo len đen nào nữa không chị? Len đen hết rồi em ơi. Đây, len đen ạ. Hết rồi. Đen hết rồi. Chụp. Nhìn thấy chưa? Em mình
chị ông già mà. Mua cho các ông. Mạng chán quá. Mờ quá, sao mạng. Sao mà em nhìn, em vẫn nhìn rõ. Làm quá chị ơi. Có cái khác không? Hết rồi nha. Mọi người ơi, em hết hàng rồi. Cái này đẹp quá trời này, mình này. Đẹp quá trời, không ai mua. Thật, cái này đẹp. Chị mặc cái này đi. Nào, em tiếp tục áo khoác nhá. Áo khoác 70k mọi người ơi, áo khoác này em mặc 70k nhá. Áo khoác này em mặc 70k nhá. Ai chốt cho em mã này ạ? 70k nhá. 42 ạ. Mọi người có nhìn rõ chất không ạ? Có nhìn thấy gì đâu mày. Không nhìn gì á? Mở á. 70k mã 42 nhá. Đến đoạn này á. Mở lắm. Đây chị thấy mắt chị tao chưa? Còn hơi sụp xuống không? Mờ dã man. Chị ơi em vừa đặt áo mà số điện thoại. Rồi rồi, có số. Ok, Lương Thị Kiều Anh nha. Mạng chán ấy. Bảo mọi người là mọi người ơi, ai chốt hàng ấy thì là cho em số điện thoại rồi ấy. Mọi người có thể chủ động inbox cho em địa chỉ nhá. Để em sẽ gửi hàng nhanh hơn ấy, tại vì cũng cận Tết rồi ấy. Cho nên là mình tránh trường hợp là nhận hàng sau Tết nhá. Thì mọi người inbox luôn cho em địa chỉ ạ. Những ai chốt hàng của em rồi ấy, inbox địa chỉ cho em nhá. Để em ngày mai em gửi hàng luôn ấy. Thì mọi người sẽ nhận hàng nhanh nhá. Áo mưa hết rồi, có một cái thôi. Áo mưa nào? Là cái áo đấy chị vừa đặt, đây này, còn cái áo đây nữa này. Áo mưa, áo hết rồi nhưng mà đây có một cái. Có ai chốt áo khoác cho em không ạ? 70k mà 42 nhá. Gián đoạn ở đâu nữa. Buồn quá. Mờ quá chị ơi. Ừ em ơi, mạng lắng quá. Mọi người kết bạn với em đi. Mọi người ơi, mọi người nhớ kết bạn với em nhá. Đây này mình này. Được rồi, được rồi. Bây giờ đây này. Mình đi pha nghi xem được chưa nào. Người ơi mạng mờ quá, mạng bên em kém quá. Chán quá. Nhìn gì không? Nói gì để mặc áo này không đẹp. Đẹp thôi. Đẹp. Chứ mà phải biết đẹp. Bằng ngoài này. Đấy đây. 40k. Em còn một cái gì lê mọi người ơi. Áo khoác len gi lê 40k nhá. 40k áo khoác len gi lê này nhá. Mã 71 ạ. Mã 71. Mã 71 40k cái áo khoác len gi lê này mọi người ơi. Mã 71 40k. Mọi người chốt cho em comment bên dưới 40 kèm số điện thoại. Còn ai xem không ạ? Mọi người ai xem thì cho em xin một dấu chấm thôi. Mã 71 40k có ai chốt cho em không nào? Em inbox cho chị rồi nhé. Ok em Lương Thị Kiều Anh ơi.